So sánh gây bão của netizen, vì sao nhiều người Quảng Tây muốn sang Việt Nam làm việc? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: Liệu năm nay GDP của Quảng Tây có cơ hội vượt Việt Nam không? Nếu năm nay không có cơ hội thì tương lai cũng không có cơ hội nữa. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hiện nay người Quảng Tây muốn phá rào sang Việt Nam làm việc. Có lẽ 10 năm nữa mới như vậy. Vậy tại sao bây giờ người ta cắt mía ở đây đều là người Việt? Sắp tới tôi sẽ sang Việt Nam làm việc. Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua Việt Nam là ngừng cung cấp điện cho họ. Tăng hóa đơn tiền điện cho họ. Không, hiện nay họ mới bắt đầu đô thị hóa và sẽ có sự tăng trưởng trong một khoảng thời gian. Ít nhất nó vẫn tăng trưởng nhanh trước khi mức bình quân đầu người là 8.000 đô la. Sao bạn không đến đó nhanh đi? Năm tới công ty chúng tôi cũng sẽ bắt đầu chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam. Tôi chưa bao giờ coi thường họ. Chỉ vài năm nữa họ sẽ phát triển như chúng ta. Xu hướng chung là mạnh mẽ, ai đi theo nó sẽ thịnh vượng, còn ai đi ngược lại nó sẽ bị diệt vong. Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển trong 20 năm tới. Nhiều người ở Trung Quốc hiện nay coi thường Việt Nam, nhưng Việt Nam đang phát triển nhanh hơn Trung Quốc trước đây. Hiện nay nhiều vốn nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam, ước tính Việt Nam sẽ là nước phát triển tiếp theo. Việt Nam đừng để lạc lối trong ngành điện. Công nghiệp phát triển quá nhanh và tình trạng thiếu điện tạm thời là chuyện bình thường ở Quảng Đông trước đây. Việt Nam sẽ dần dần tốt hơn trong tương lai. Điện không phải là công nghệ cao, chỉ cần được Mỹ hỗ trợ thì có thể xây dựng nhà máy điện bất cứ lúc nào. Tại sao bây giờ họ không được hỗ trợ? Quảng Tây có bắt được tàu tốc hành về Việt Nam không? Việt Nam là cơ hội tốt cho Quảng Tây. Tôi chưa bắt được tàu tốc hành ở Quảng Đông, làm sao tôi có thể bắt được tàu tốc hành ở Việt Nam? Việt Nam thực hiện những cải cách vĩ đại và sớm trở thành nước phát triển. Hãy lấy Quảng Đông làm mục tiêu cho các bạn. Chưa nói đến Quảng Tây, trong tương lai họ có thể sẽ vượt qua Quảng Đông. Việt Nam có dân số gần 100 triệu người. Họ sẽ là Quảng Đông thứ hai. Việt Nam có vị trí địa lý vượt trội và được phương Tây ưu ái. Nhiều người Quảng Tây có cảm giác ảo tưởng và ấn tượng của họ về Việt Nam vẫn như hàng chục năm trước. Mấy năm trở lại đây, tôi cảm nhận được nhiều cụ già quê Quảng Tây cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã bị Quảng Tây bỏ lại phía sau. Người Quảng Tây có thể vượt qua Việt Nam nếu không mua hàng Samsung, Apple. Việt Nam cũng có thể vượt qua Quảng Đông nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Việt Nam thay đổi thể chế sẽ vượt qua Quảng Đông. Việt Nam đã trải qua những cải cách mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Nhiều nhà máy trong ngành của chúng tôi đã chuyển đi sang đó. Vâng, đó sẽ là một nước phát triển thứ năm. Từ nay Quảng Tây sẽ sang Việt Nam làm việc. Nó thực sự có thể xảy ra. Bây giờ tôi muốn về Việt Nam làm việc, ở đó có rất nhiều cô gái phù hợp. Việt Nam có thể dẫn đầu khi đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc luôn ở mức hai con số. Việt Nam đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất và nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái. Tất cả những gì nước này kiếm được chỉ là tiền lắp ráp, còn giới hạn trên là Malaysia và Thái Lan. Cũng khó có thể đạt tới trình độ của người Mã Lai, họ vẫn giàu tài nguyên thiên nhiên mà Việt Nam không thể so sánh được. Việt Nam có mỏ than đất hiếm và giàu nhưng không có công nghệ khai thác. Điều tôi đang nói là giới hạn trên thấp đến mức họ không biết nó là gì. Đầu tiên, họ cần phải xây dựng một ngành đại diện cho đất nước. Các bạn phải tin rằng Việt Nam có nguồn tài nguyên tốt hơn Giang Tô. Quảng Tây không có cơ hội, rất nhiều người và công ty đang hỗ trợ Việt Nam. Lương họ bây giờ chỉ là vài nghìn tệ, nhưng có thể tăng gấp đôi trong vài năm nữa. Về lâu dài, việc GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt Quảng Tây chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khoảng 5 năm nữa, với tốc độ này, người lao động ở Việt Nam sẽ được trả lương cao hơn người lao động vùng ven biển ở đại lục. Có lẽ 300 năm sau mất. Công thức tính GDP của Trung Quốc khác với công thức của phần còn lại của thế giới. Một dành cho Trung Quốc và một dành cho các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Có sự so sánh nào không? Dân số 100 triệu người của Việt Nam lớn đến mức nào? Ví dụ, có bao nhiêu quốc gia trên thế giới có vị trí địa lý như Singapore? 50% thương mại thế giới đi qua Malacca. Thế nên địa lý Việt Nam tốt hơn Quảng Tây nhiều. Tiêu chuẩn của Việt Nam là Singapore. Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm sản xuất và tài chính toàn cầu. Việt Nam chỉ là sản xuất, không thể trở thành Singapore. Việt Nam từ lâu đã trải qua những cải cách căn bản. Không có thuế quan với EU, thậm chí không thể so sánh với Hồng Kông nữa. Bây giờ nó đã vượt qua Singapore. New York thậm chí còn không bằng họ. Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt khoảng 10.000 USD bình quân đầu người. Và sẽ khó tăng trở lại trừ khi các công ty lớn như Samsung,
Hyundai của Hàn Quốc xuất hiện để dẫn dắt đất nước bứt phá. Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các nước phát triển, nhưng nước này chủ yếu có quy mô nhỏ và chắc chắn sẽ khó có thể đi lên. Sự phát triển phụ thuộc vào việc bạn có ngành công nghiệp cao cấp hay không. Singapore có những ngành công nghiệp cao cấp nào? Bạn có hiểu lầm gì về sự phát triển không? Các nước phát triển chú trọng phát triển con người hơn là bảo vệ các ngành công nghiệp. Tôi hỏi bạn có bao nhiêu người ở Singapore? Việt Nam có dân số hơn 100 triệu người cơ đấy. Nhiều nhà máy đã chuyển đến đây. Ngày nay, nhiều nhà máy đã chuyển về Việt Nam. Họ chủ yếu làm OEM tại Việt Nam, một số khác phần thưởng cho họ là sản phẩm. Việt Nam có thương hiệu và nhà máy riêng không? Bạn có thể làm giàu bằng cách làm việc cho người khác không? Việt Nam sẽ chỉ mất 10 năm để vượt qua Quảng Đông. Rất khó để họ vượt qua Quảng Châu. Nếu bạn không tin, bạn có thể đợi vài năm nữa mà xem. Quê hương của bạn như thế nào 20 năm trước? Chỉ cần bạn đi đúng con đường, sự phát triển sẽ nhanh chóng thôi. Bạn cũng nói rằng bạn nên đi con đường đúng đắn, phải không? Liệu Việt Nam có làm đúng hay không? Khả năng cao là họ sẽ vượt qua Quảng Châu trong năm nay. Họ có thể làm những gì điển hình của Trung Quốc? Không phải ai cũng có thể sao chép mô hình kinh tế của Trung Quốc. Chuyển giao công nghiệp lớn, điểm chuẩn tương lai của Việt Nam là Quảng Đông và Quảng Tây không có cơ hội. Số lượng và chất lượng doanh nghiệp quyết định trình độ phát triển. Quảng Tây có quá ít doanh nghiệp. Trước đây chúng ta không so sánh với họ và bây giờ tôi cũng sẽ không so sánh với họ. Vào những năm 1960, Trung Quốc có bom nguyên tử, vệ tinh và máy bay, nhưng Việt Nam thì chưa một chiếc đinh tán nào có thể được tạo ra. Phải mất 60 năm Hàn Quốc mới trở thành quốc gia phát triển từ kỳ tích sông Hàn, với sự hỗ trợ rất lớn từ Mỹ. Việt Nam có gì ngoài chuối? Vào rừng và trở nên bất khả chiến bại về kinh tế sao? Hãy nói về dữ liệu chúng ta vừa kiểm tra. Chi phí nghiên cứu phát triển của cả nước Việt Nam không bằng một BID của Trung Quốc, vậy tại sao phải phát triển? Một quốc gia và so sánh với một tỉnh của ta, sau khi trừ đi hiệu ứng chuyển giao công nghiệp mà Việt Nam đã thực hiện, bạn có thể thấy ở Việt Nam còn lại những gì? So sánh tỷ lệ bình quân đầu người của Quảng Tây và Việt Nam, họ chưa bằng một nửa của ta. Hãy nhìn xem Việt Nam đang ở đâu, không chỉ bây giờ mà trong tương lai, đặc điểm ở các khu vực phát triển trên thế giới sẽ gần giống như ở Việt Nam. Việt Nam có gần 100 triệu dân, trong khi Quảng Tây chỉ có 50 triệu, tức là kém gần một nửa. Tính theo cách này, Quảng Tây vẫn có GDP cao hơn. Chưa đầy 5 năm nữa, Việt Nam sẽ đuổi kịp Quảng Tây bình quân đầu người. Đến lúc đó, sang Việt Nam hay Quảng Đông làm việc sẽ tốt hơn. Bạn nghĩ 15 năm nữa Việt Nam có đuổi kịp Quảng Đông không? Họ đã vượt qua Quảng Tây trong 7 năm và Hà Nam trong 10 năm. Quảng Đông đã được coi là một nơi phát triển và Việt Nam đã đạt được 80% thành công ở Quảng Đông trong 20 năm. Họ từng nghèo hơn Quảng Tây, nhưng bây giờ nó đã vượt qua Quảng Tây và có giá trị hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Tương lai, hãy đợi đến khi Việt Nam đi được nửa đường tới Quảng Đông. Ngày nay, Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và gần như trở thành công xưởng của thế giới, rất giống Trung Quốc ngày xưa và áp dụng mô hình tương tự. Nguồn điện có vẻ không ổn định. Điện là do điện của nước ta là 0,15 nhân dân tệ, còn nhiệt điện của họ là 0,3 nhân dân tệ. Không phải người khác không có điện mà là chúng ta rẻ hơn. Nói cách khác, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc rất vất vả, trong khi các nước khác lại rất thoải mái, đặc biệt là các nước nhiệt đới, nơi người dân làm ra nhiều sản phẩm nên rất thoải mái. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm nay là 5.000 USD. Năm nay chúng ta gần 20.000. Cảm ơn bạn. Dân số của chúng ta cũng nhỏ hơn Việt Nam. Dự kiến tốc độ kinh tế của Quảng Tây, Vân Nam và Việt Nam sẽ tăng lên trong 10 hoặc thậm chí 20 năm tới. GDP bình quân đầu người. So sánh xây dựng đô thị ở Côn Minh, Nam Ninh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khách du lịch quốc tế, đầu tư nước ngoài, các chuyến bay quốc tế. Quảng Tây, Vân Nam và Việt Nam nằm liền kề sẽ cũng phát triển. Việt Nam có điều kiện đặc biệt nhưng Quảng Tây thì không. Quảng Tây sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Bờ biển Việt Nam nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Hãy cạnh tranh từ từ nhé Việt Nam. Tại sao chúng ta lại nhắm vào Việt Nam? Từ các bình luận trên của netizen Trung Quốc về sự so sánh giữa Việt Nam và Quảng Tây, có thể rút ra một số kết luận sau về nhận thức và suy nghĩ của họ. Nhiều bình luận cho rằng Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và áp dụng thành công mô hình công nghiệp hóa từng giúp Trung Quốc thịnh vượng. Một số người tin rằng Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển trong vòng 20 năm tới, vượt qua Quảng Tây, thậm chí đạt tầm vóc Quảng Đông. Các nhà máy, vốn đầu tư nước ngoài và lực lượng lao động giá rẻ là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam. Có quan điểm rằng nếu Quảng Tây không cải thiện, trong tương lai người lao động Quảng Tây có thể phải sang Việt Nam làm việc.
Một số ý kiến cho rằng GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ sớm vượt Quảng Tây, điều này gây áp lực cạnh tranh cho vùng biên giới này. Một số bình luận vẫn giữ quan điểm rằng Việt Nam chưa thể vượt qua Quảng Tây hay Quảng Đông, thậm chí chế nhạo Việt Nam chỉ dựa vào gia công và tài nguyên. Có người vẫn so sánh Việt Nam với hình ảnh cũ, cho rằng sự phát triển hiện tại không thể bền vững nếu thiếu ngành công nghiệp cao cấp hoặc công nghệ khai thác tài nguyên. Nhiều bình luận thừa nhận Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm sản xuất và thương mại trong khu vực Đông Nam Á. Các cải cách kinh tế mạnh mẽ, như mở cửa cho đầu tư nước ngoài và ký kết các hiệp định thương mại, được xem là yếu tố then chốt giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư quốc tế. Một số netizen Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với tốc độ phát triển của Việt Nam, đồng thời nhận ra xu hướng chuyển dịch công nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản ánh tâm lý cạnh tranh, dè bỉu hoặc lo sợ Việt Nam sẽ trở thành công xưởng thế giới, thay thế vị trí của Trung Quốc trước đây. Các bình luận phản ánh một bức tranh đa chiều về cách netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam, vừa ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng, vừa dè chừng khả năng vượt mặt, đồng thời vẫn giữ một số định kiến về tiềm lực kinh tế dài hạn. Điều này cho thấy Việt Nam đã và đang trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong khu vực.